Kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Thưa quý vị, trong phần đầu của bản tin hôm nay sẽ là tin dự báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Trong đêm qua và hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Nam Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái đã có mưa rào và có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào đêm và sáng. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 15 giờ ngày hôm nay có nơi trên 60mm như là ở Đại Từ, Thái Nguyên là 180,6mm, Vĩnh Quỳnh, Hà Nội là 171,1mm, Quang Huy, Sơn La 104,4mm, Tuyên Quang 104mm, Thanh Mai, Bắc Cạn 88,8mm, Vạn Mai, Hòa Bình 76,8mm và Đồng Tâm, Hà Giang là 73,2mm. Dự báo trong chiều tối ngày hôm nay cho đến sáng sớm ngày mai, ở Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Chiều và tối ngày mai, ở vùng núi phía Tây và khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, mưa to cục bộ có khả năng sẽ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng và thấp. Thưa quý vị, chiều hôm nay, sau 4 ngày xuyên qua hàng rào gió cắt khắc phục một phần lõi bị sụp đổ, xoáy thuận nhiệt đới Mawa ở trên Tây Thái Bình Dương đã bùng nổ mãnh liệt, xung lượng bùng phát và điên cuồng nâng cấp thành siêu bão cấp 16-17 mở ra đỉnh cao mới. Vị trí tham chiếu tâm bão vào khoảng 16 giờ hôm nay vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc, 144,4 độ Kinh Đông, được định vị ở ngay trên vùng biển đảo Guam là lãnh thổ hải ngoại của Mỹ, nơi sinh sống có khoảng 170.000 người. Hệ thống này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây-Tây-Bắc, đi được khoảng 15km một giờ, tuy nhiên đây vẫn chưa phải là sức mạnh cuối cùng của nó. Theo dự báo, số lực gió tối đa cận tâm duy trì 2 phút của siêu bão Mawa sẽ được nâng lên là 70m/giây và áp suất trung tâm sẽ giảm xuống 900 HPA sau khi cơn bão rời khỏi Guam 4 ngày, tức là khoảng cuối ngày mai. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng đã nâng dự báo cường độ gió tối đa duy trì 10 phút của Mawa, lúc đó sẽ lên là 60m/giây. 900 HPA tương đương với cấp 17. Hiện tại Mawa đã xây dựng hoàn chỉnh thành mắt bão hình tròn, mở mắt rõ nét, các tháp đối lưu hoạt động rất đồng đều. Trong bản đồ mây sáng thì có lúc có thể nhìn thấy được mắt sâu trong suốt như pha lê và thấy được cả biển xanh ở bên trong. Vách mắt có hình dạng của một sân vận động với đỉnh rộng đáy hẹp. So với mắt của siêu bão Mawa này thì mắt bão siêu xoáy Thuận Mocha ở Bắc Ấn Độ Dương cách đây chục ngày rất cù ghê, không khác gì là phế phẩm. Tuy nhiên, trước khi đổ bộ lên Guam, nhiệt độ ở vùng biển nơi bão Mawa đi qua chỉ là 28,5 độ, trong khi của bão Mocha là 31 độ. Cho nên đỉnh mây đối lưu từ mắt thần của Mocha sẽ cao hơn Mawa sau khi đổ bộ vào đảo Guam sẽ suy yếu tạm thời. Đến đêm nay và sáng ngày mai, vùng nước ấm nóng sẽ lộ ra để cho siêu bão Mawa đào bới và phục hồi trở lại. Ít ngày sau đó, sự tiếp cận của gió đông cận nhiệt đới và gió mùa Tây Nam giàu độ ẩm sẽ khiến nó cường hóa thêm và có thể tiến vào quá trình trưởng thành, biến đổi thay mắt bão lần thứ hai, một hình hài mới sẽ ra đời. Trong vòng hơn 100 năm qua, chỉ có một siêu bão đổ bộ trực diện vào Guam. Trong đó áp suất mực nước biển đo được thấp nhất đó là trận bão năm 1900, gây ra áp suất là 927 HPA điên cuồng. Cơn gió mạnh nhất sau Thế chiến thứ hai, đó là trận bão Karen năm 1962. Cơn bão này đã phá hủy mọi thiết bị đo đạc thời tiết trên đảo Guam, xé nát máy bay quân sự và thổi bay hàng không mẫu hạm. Ước tính sức gió tối đa vượt quá 80m/giây. Thông thường thì bão vào mùa thu là mạnh nhất,
nhưng lần này siêu bão Mawa sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh ngôi vị vua gió trong năm nay. Dự báo tổng thể hiện tại cho thấy rằng ở giai đoạn sau nó sẽ chuyển hướng về vùng biển phía đông khá gần ở Đài Loan và eo biển Basa. Tuy nhiên thì siêu bão Mawa vẫn ít có khả năng di chuyển vào khu vực đông bắc biển Đông. Vì sẽ xuất hiện nhiều hình thể đảm bảo chốt chặn ở đây, một dòng dẫn đường mạnh sẽ khiến nó phải di chuyển lệch bắc, nhưng sự tiếp cận khu vực biển Đông, phía đông đảo Đài Loan, Basi và Okinawa, Nhật Bản của nó sẽ gây ra xung đột và hấp thụ một lượng lớn gió mùa Tây Nam, bẻ gãy sự ổn định hiện có của gió mùa. Trong tương lai, nếu cường độ của bão tiếp tục bùng nổ một cách bạo lực và vượt quá dự kiến, không thể loại trừ khả năng đường đi sau đó sẽ được điều chỉnh hơn về phía Tây. Dù sao, quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi. Còn về khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới ở trên Biển Đông hiện tại là không có. Nhưng theo các mô hình dự báo, đến khoảng tuần thứ 2 của tháng 6, khả năng cao trên Biển Đông sẽ hình thành xoáy thuận nhiệt đới. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao diễn biến cập nhật và sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong những bản tin sau. Tiếp theo sẽ là tin dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ. Ngày hôm nay, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến lúc 13 giờ hôm nay là từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo ngày mai ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 65%. Từ ngày kia, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực này. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên sẽ có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức và đột quỵ do bị sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nơi nhiệt độ cao. Tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội có mây, đêm và sáng, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực Bắc Bộ có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam có nắng nóng, riêng khu vực vùng núi phía Tây, chiều tối ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, phía Nam từ 35 đến 37 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc có nắng nóng, riêng khu vực vùng núi phía Tây từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ.
khu vực Tây Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.